Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 16 tháng 5. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ năm, ngày 17 tháng 5 rồi. Và bây giờ là khoảng 7 giờ tối. Hôm nay đây thì thường có cái cơ hội để làm cái video sớm hơn cho các bạn. Và các bạn đang thấy hôm nay là một ngày mà rất là xấu trong thị trường tài chính nói chung Chúng ta đã thấy được là cái chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ Chúng ta đã thấy là chỉ số Dow Jones ngày hôm nay kết thúc đó là âm 1.164 điểm, các bạn đã thấy là hôm nay đây nhiều lúc là cái chỉ số này đó âm um, hơn là 1.200 điểm có thể được đây đó là cái ngày tệ nhất kể từ năm 2020 của chỉ số Dow Jones. Còn những chỉ số khác nó xuống phần trăm còn cao hơn nữa như là các bạn thấy được là S&P 500 đó xuống 4.04% và chỉ số Nasdaq đó chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ đó thì xuống phần trăm nhiều nhất là xuống 4.73% trong số 3 cái chỉ số này và hiện bây giờ đó thì thị trường pre market nghĩa là động tương lai ra sao thì cũng không có tốt các bạn đã thấy được tiếp tục là một màu đỏ hôm nay đỏ cái ngày bây giờ chúng ta thấy được bước qua thị trường futures vẫn tiếp tục đỏ hiện tại các bạn thấy được là chỉ số Dow futures xuống 0.4% trăm chỉ số S&P Future rơi xuống 0,5% và chỉ số Nasdaq Future thì xuống 0,78% và chúng ta cũng có thể thấy được đó là bây giờ đó dầu đó hợp đồng thì vẫn ở mức cao là 110 đô cho một thùng dầu còn hợp đồng của vàng đó thì chúng ta thấy là cũng dậm chân tại chỗ ở mức là 1.814 và crypto đó thì các bạn thấy được hôm nay cũng đi xuống. Chúng ta nói riêng về BTC đó thì xuống phần trăm thường cảm thấy là cũng tương tự như là chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq đó xuống 4,73% Bây giờ chúng ta thấy được là BTC đi xuống 4,62. Thực ra gần đây chúng ta đã thấy được là cái sự tương quan giữa Bitcoin và cái chỉ số Nasdaq ở Hoa Kỳ đó, sự tương quan gần như là 1.1 rồi, các bạn đang nhớ thường chia sẻ đó là chỉ số mới nhất là tương quan 0,95, có nghĩa là gần như là Nasdaq xuống 1% đó thì chúng ta sẽ thấy được BTC xuống 1% và ngược lại nếu như tăng 1% thì BTC cũng sẽ tăng 1% và đương nhiên chúng ta sẽ thấy là Bitcoin xuống bao nhiêu đó nhưng mà altcoin xuống cái phần trăm cao hơn và chúng ta có thể à, nhìn thấy được đó là nếu như mà nói riêng đó, tại sao mà chúng ta lại thấy cái thị trường uh, chứng khoán Hoa Kỳ lại là một màu, màu đỏ như vậy thì như bạn cũng đã biết là cái tình hình của những cái công ty uh, cổ phiếu công nghệ rồi từ đầu năm tới bây giờ các bạn thấy được là trong năm 2022 đó những công ty công nghệ đồ sộ như là chúng ta thấy được là Google hay là Alphabet ấy, thì xuống 22,31%, Facebook các bạn thấy được là xuống tới là 42,84%, Amazon cho bạn thấy là xuống 35%, Tesla xuống 32%, chúng ta thấy được là Apple xuống 20%, Microsoft xuống 24%. Đây là cái con số xuống từ đầu năm tới bây giờ mà thôi và nhiều công ty khác đó thì cũng xuống phần trăm tương tự cho thấy được chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ ra những công ty công nghệ hoàn toàn là một cái màu đỏ phần lớn là rất đỏ luôn cũng tương tự như ta nhìn vào những con số trong thị trường crypto gì đó những phần trăm xuống này cũng tương tự như là nhiều động nhập crypto hiện bây giờ nhưng mà đây là một điều mà các bạn cũng đã biết rồi. Nhiều người đã cũng nhìn vào những công ty công nghệ mà nói là đương nhiên. Trong vòng 2 năm qua khi mà dịch bệnh xảy ra đó thì có nhiều tiền được bơm vào trong thị trường đến thì cái chính sách uh, hỗ trợ dịch bệnh ấy, thì cho nên nhiều người ở nhà những công ty công nghệ đó làm ăn được hơn thì những cái cổ phiếu này đã đã bị bơm lên rất là nhiều. Cho nên bây giờ đã có một cái đợt điều chỉnh mạnh xuống cũng là bình thường mà thôi. Nhưng mà hôm nay đó là cái thông báo đến từ những cái siêu thị cũng như là những cái nơi bán hàng hóa đó và đặc biệt là một trong những cái siêu thị rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ đó chính là Target Target đó là một trong siêu thị mà thuận thường, thường hay đi và trước đây các bạn cũng nên nhớ là thuận làm việc cho Target hồi mà thuận chỉ mới có 19 tuổi mà thôi thuận làm việc cho Target luôn mà thuận bắt đầu đi học đại học đó cũng cách đây chắc cũng là khoảng mười mấy năm rồi Target là một siêu thị rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là ngay cả Target hôm nay đó chúng ta thấy đưa ra một cái thông báo dẫn đến là siêu thị Target xuống 24,93% kết thúc ngày hôm nay. Chúng ta đã thấy được là trong thời gian đó chỉ từ cái một năm trước đây thôi chúng ta thấy được là cái đỉnh cao của Target là tháng 11 lúc đó là 266 đô bây giờ còn 160 đô mà thôi. Và không chỉ riêng là cái siêu thị Target đâu, ngày hôm qua chúng ta cũng thấy cái thông báo đến từ uh, siêu thị Walmart cũng là một siêu thị lớn thì các bạn đã thấy được là siêu thị Walmart đó, cách đây không có lâu chúng ta có thể nhìn vào cái uh, biểu đồ này đó cách đây chỉ có là một tháng mấy trước cổ phiếu là 159 đô bây giờ còn 122 đô hôm nay cũng xuống thêm 6,7%. Chúng ta cũng thấy được là tương tự chúng ta nhìn vào uh, Bed Bath Beyond đây cũng là một cái siêu thị chúng ta thấy được là xuống 8,64%. Chúng ta nhìn vào cái đỉnh cao một năm trước đó cũng là tháng 11 thì chúng ta đã thấy được là ở mức là 76 đô bây giờ còn có 40 đô mà thôi chúng ta nhìn vào Home Depot Home Depot đó đây là một cái siêu thị nhưng mà bán chủ yếu là vật dụng xây dựng và những cái đồ các bạn cần dùng để mà sửa nhà hay là trang trí nhà đó thì Home Depot các bạn thấy được là cũng tương tự hôm nay xuống 5,24% đầu năm nay đó là cổ phiếu này là 410 2 đô bây giờ các bạn thấy đã còn có 283 đô mà thôi và Lowe's cũng là một siêu thị tương tự như là Home Depot bán những cái vật dụng xây dựng và vật dụng trang trí thì các bạn thấy được là cây đỉnh cao đó là hồi tháng 12 của năm ngoái lúc đó là 261 đô bây giờ chỉ còn có 183 đô mà thôi xuống thêm 5,26% ngày hôm nay. Thì những gì mà Thùng mới về chia sẻ với các bạn đó, nó rất là khác so với cái câu chuyện chúng ta đã từng nói tới trong dòng mấy tuần qua liên quan đến là những công ty công nghệ đã đi xuống mạnh, đây các bạn cũng đã biết rồi. Và lý do tại sao thì nhiều người cũng lập luận là tại vì được bơm qua quá nhiều à, về cái à, thời gian mà người ta ở nhà, người ta sử dụng Amazon nhiều cho nên bây giờ nó điều chỉnh mạnh cũng bình thường. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cái sự điều chỉnh đó, là đến từ những cái siêu thị, cho nên cái sự lo lắng này đã tăng lên rồi Để thường chia sẻ với các bạn Là những cái công ty này đã tại sao lại dẫn đến là cổ phiếu đi xuống như vậy Thậm chí các bạn thấy được một cái siêu thị lớn Như là Target trong giờ một ngày thôi đã có thể mất đi 24,93% cái vốn hóa của cổ phiếu. Các bạn thấy được là cái sự đi xuống kinh khủng thế nào. Có thể nói được là còn mạnh hơn cả thị trường crypto trong vòng một ngày hôm nay nữa. Thì lý do đó là những cái siêu thị này họ đều có những cái lập luận khác nhau Có nơi đó giống như là chúng ta thấy được là Walmart Thì họ nói là chúng ta cũng thấy là những cái người mà tiêu dùng đó Họ cũng đã bắt đầu tiết kiệm hơn Sử dụng những cái hàng mà không phải là hàng hiệu Họ mua những cái hàng với cái mức giá rẻ hơn Nhưng mà cũng làm cái điều tương tự Hay là chúng ta thấy được là Target đó, Thì cũng nói là bây giờ một số mặt hàng đó họ không muốn mua nhiều nữa Nhưng mà một số mặt hàng khác đó, như là mua đồ đi chơi Hay là mua cái... Bali đây để mà đi chơi thì có thể bán chạy hơn thì có một cái sự thay đổi trong cái việc mà sử dụng tiền của những cái người tiêu dùng. Những cái nơi khác như là lâu hay là Home Depot thì nói là vẫn chưa thấy rõ ràng có một cái gì thay đổi trong cái việc chi tiêu của những cái người đến mua hàng hóa của mình. Nhưng mà cho dù là những nơi này nó có nhiều cái lý do khác nhau nhưng mà có một số điều đó là giống nhau. Thứ nhất đó là họ đang nhận ra được một điều đó chính là tuy là người tiêu dùng đó vẫn đến để mà sử dụng tiền nhưng mà đã không có như là nhiều người kỳ vọng có nghĩa là vẫn có cái lợi nhuận chứ không phải là họ lỗ nhưng mà không có tăng như là nhiều người kỳ vọng thứ nhì nữa đó là những công ty này đó điều nói chung là cái thu nhập của họ đó bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng có nghĩa là hàng hóa đó nó không có lưu thông dễ dàng hiện bây giờ và thứ nhì nữa là chi phí nhiên liệu cao hơn có nghĩa là làm phát cao hơn dẫn đến là cái hàng hóa của họ thì mà thu vô đó với cái vốn thu vô đó đã cao hơn rồi và đương nhiên khi mà họ thu hàng hóa vô với cái vốn cao hơn đó thì sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ thì có thể là nhiều bạn nói là cũng đơn giản thôi nếu gì đây thì họ cứ việc là tăng hàng hóa lên nhưng mà cái vấn đề bây giờ đó là họ đã tăng nhiều rồi nhưng mà nào mà Hoa Kỳ cũng đã biết hàng hóa đã tăng nhiều lần rồi và thậm chí các bạn ở Việt Nam các bạn bất cứ quốc gia nào cũng thấy là hàng hóa và vật dụng và đồ ăn thức uống cũng đã tăng giá rồi nếu như mà cứ tăng nhanh quá như vậy đó thì sẽ có phản ứng phụ các bạn cứ nghĩ đơn giản là tăng giá thì đương nhiên là họ sẽ kiếm được thêm tiền và bù vào cái uh, số lượng tiền mà họ phải bỏ ra thêm để mà thu hàng hóa vô nhưng mà nếu như cứ tăng nhiều như vậy và tăng nhanh như vậy đó mà các bạn nên nhớ là lương của người dân nó không có tăng nhanh như vậy thì người dân bắt buộc phải làm gì họ bắt buộc là phải giảm cái chi tiêu xuống cho nên có thể làm ảnh hưởng ngược lại tăng giá hàng hóa lên cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái thu nhập cao hơn đâu vì lý do đó đó những cái công ty này đều đưa ra thông báo là quý 2 này, quý 3 này từ đây đến cuối năm đó lợi nhuận có thể là không có như là kỳ vọng tại vì họ không thể cứ tiếp tục tăng cái mặt hàng cứ liên tục như vậy. Đến mức nào đó đó thì người dân cũng bắt buộc là sẽ không thể chi tiêu nhiều nữa. Thì thu nhập cũng như vậy mà thôi tại vì tiền lương không có tăng nhanh như là phần dâm lạm phát. Và đương nhiên Việc này đã làm cho rất là nhiều những đầu tư ngày hôm nay đã họ lo sợ bây giờ không phải là chỉ nói riêng là những công ty công nghệ nữa mà các bạn thấy được bây giờ chúng ta đã lấn qua những cái siêu thị rồi có nghĩa là những nơi những mặt hàng mà người dân bắt buộc là họ cần phải sử dụng hoặc cần phải mua nhưng mà những nơi đó đã cũng đã bắt đầu có một cái thông báo là quý 2 của quý 34 quý của năm nay sẽ không có tốt như mọi người nghĩ đâu và đương nhiên việc này đã cũng tiếp tục dẫn đến cái sự lo sợ về khủng hoảng tài chính Tại vì các bạn đã bắt đầu thấy những công ty công nghệ đã bắt đầu có cái sự siết chặt về mướn người chúng ta đã nói tới Uber chúng ta đã nói tới media platform như là Facebook chúng ta cũng đã nói tới um, Netflix sa thải nhân viên chúng ta cũng đã nói tới Robinhood sa thải nhân viên thì đó là những công ty công nghệ bây giờ đây chúng ta đã thấy cái sự kiện tương tự xảy ra bởi những cái công ty bán hàng như thế này những cái siêu thị đó thì khi mà chúng ta thấy hàng hóa không có thể tăng lên nữa mà lợi nhuận nên thì lại bị thấp hơn là kỳ vọng thì đương nhiên những cái cổ đông nó sẽ gây áp lực với công ty và công ty phải tìm một cách nào đó để có thể là có thêm lợi nhuận và điều này có thể dẫn đến là họ sẽ sa thải nhân viên họ sẽ phải tìm một cách nào đó để mà cắt chi tiêu của công ty và đương nhiên vì này sẽ làm cho những cái thu nhập của những người đó nó sẽ bị mất đi và cứ như vậy họ sẽ không có chi tiêu nữa và dòng xoáy nó sẽ tiếp tục dẫn đến ngày càng tệ hơn và đây đó là những cái dấu hiệu bây giờ đã không còn là thị trường tài chính liên quan đến công nghệ nữa mà đã lấn qua ngay cả những cái siêu thị cũng đã gặp trường hợp tương tự khiến cho nhà đầu tư nó lo sợ hơn các bạn thấy được là rất rõ ràng là rất nhiều cái sự bán tháo hiện bây giờ những nhà đầu tư đó chúng ta thấy rất rõ là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là một màu đỏ chúng ta thấy được là tiền đi đâu tiền có vào crypto hay không crypto cũng là một màu đỏ họ có vào vàng để mà bảo vệ tài sản của họ như là nhiều bạn nghĩ hay không cũng không phải luôn vàng bây giờ mức là 1814 đô hợp đồng này đó cái giá bây giờ 1814 đô đã cách xa với lại cái mức là 2.000 đô cách đây không lâu rồi các bạn thì được rất rõ ràng là ngay cả vàng bây giờ nhà đầu tư cũng không có quan tâm họ chỉ muốn lưu trữ tiền mặt mà thôi tại vì họ đang trong cái cơn lo sợ thì chúng ta có thể thấy được đã có một câu chuyện để thường chia sẻ với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một nền tảng có tên là Prime XPT và đây là cũng là một nền tảng mà thường trước đây cũng đã từng giới thiệu với các bạn thì nội dung mà Prime XBT muốn thường đưa đến cho các bạn ngày hôm nay là một cái module copy trading, covesting chỉ có sẵn trên Prime XBT thì copy trading, covesting là một cái mô kết nối những người theo dõi với những nhà giao dịch thành công và các nhà quản lý chiến lược chuyên nghiệp từ cộng đồng giao dịch toàn cầu và covesting hiện nay chỉ có sẵn trên Prime XBT và miễn phí với Covesting, vesting nên hình dùng có thể follow bất kỳ chiến lược nào mà có sẵn được liệt kê trên hệ thống xếp hạng toàn cầu thêm vốn chủ sở hữu cho một chiến lược phù hợp để làm theo và có thể bắt đầu một cách rất là nhanh chóng Nền tảng này đã cũng cho phép những người theo dõi chọn được nhiều chiến lược đồng thời đó để xây dựng một danh mục đầu tư có thể tạo lợi nhuận của các nhà đầu tư giao dịch chuyên nghiệp các nhà quản lý chiến lược đó giao dịch bằng cách sử dụng vốn của họ sở hữu kết hợp với lại cái vốn bổ sung từ những người theo dõi để tăng cường cái số tổng ROI người đăng ký mới đó, và nạp tiền theo link ưu đại của thuần capital ra bên dưới thì các bạn sẽ nhận được tiền thưởng có thể lên tới 7.000 đô vào tài khoản tùy theo là cái mức các bạn nạp bao nhiêu tiền thưởng đó thì được sử dụng trong giao dịch ký quỹ và có thể rút nếu như mà có lãi các thông tin như thường lệ thường thì để bên dưới cái video này và đây là thông điệp đến nhà tài trợ của video ngày hôm nay Pram XBT Các bạn có biết một câu chuyện đó Tiếng Anh gọi là Canary in the coal mine Hay là chim hoàng yến ở trong mỏ than Thì các bạn có biết đó, là khi xưa Những con chim hoàng yến đó, trong lòng Thì à, họ được những người thợ mỏ mang cái lòng chim đó Xuống những đường hầm của mỏ than của họ và nếu như mà các cái khí nguy hiểm đó, như là carbon monoxide tăng lên trong mỏ đó thì các khí này sẽ giết chết con chim hoàng yến mà nằm trong lòng đó trước khi mà giết chết cái thời nào Do đó đó đưa ra cái cảnh báo là phải thoát ra khỏi đường hầm ngay lập tức. Đợt này đó con chim hoàng yến không biết có chết chưa nhưng mà các bạn thấy là các thợ đào thì đang dẫm đạp lên nhau để thoát ra thì thuận không phải nói tới những người đào bịt khôi hay là những người thợ đào mỏ than mà ý chung nói tay đây đó là chúng ta thấy được là không biết là khủng hoảng là tới chưa không biết là đã có dấu hiệu đó hay chưa nhưng mà hôm nay chúng ta thấy được là rất rõ ràng là như đầu tư đó họ đã dẫm đạp lên nhau để mà thoát ra khỏi thị trường này cho nên chúng ta mới thấy được là ngay cả chúng ta nhìn vào chỉ số như là Dow Jones cũng có cái dấu hiệu là xuống 1.200 điểm ngày hôm nay. Chúng ta vẫn chưa có cái sự xác nhận là thật sự của cục ngoại tài chính nhưng mà rất rõ ràng nhà đầu tư bây giờ họ không muốn chờ đợi mà họ muốn thoát ra bây giờ. Tại vì họ sợ tình trạng nó sẽ xấu hơn các bạn thấy được là ngoài trừ những cái công ty như Target, Walmart, Lowe's, Home Depot ra còn nhiều những cái siêu thị lớn khác như là Macy, Kohl's, Nordstrom, Gap hoàn toàn có thể nằm trong cái tình trạng tương tự và khi mà báo cáo cái quý 1 của năm 2022 đó, thì những công ty này có thể là báo cáo tương tự dẫn đến là tình hình còn xấu hơn nữa, cho nên nhiều nhà đầu tư bây giờ họ muốn thoát ra khỏi thị trường ngay cái lúc này và các bạn đang thấy rồi, dựa theo cái tài liệu thu thập được từ hiệp hội tâm lý của Mỹ đó, thì hiện bây giờ 87% của người Hoa Kỳ đó khi mà bỏ phiếu đó thì họ nói là cái mà làm cho họ căng thẳng nhất hiện bây giờ đó chính là phần trăm lạm phát. Tại vì phần trăm lạm phát không phải là một cái chỉ số mà chúng ta nói tới ở trong thị trường tài chính hay nền kinh tế đâu mà ảnh hưởng đến người dân. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những thứ ảnh hưởng trực tiếp như là các bạn có thể là uh, trả cái phí cao hơn để đổ xăng các bạn phải trả cái phí cao hơn cho tiền điện, tiền nước các bạn phải trả cái phí cao hơn khi mà các bạn đi mua hàng hóa trong siêu thị hay là trong chợ những cái điều này đó ảnh hưởng trực tiếp về túi tiền của người dân một người dân bình thường đó thì hiểu đơn giản đi các bạn làm một tháng là cho là các bạn làm 5.000 đô đi trừ thuế ra có thể là các bạn bỏ túi khoảng chừng là 3.000 đô thì 3.000 đô đó nó có thể là các bạn trả tiền này tiền kia tiền bảo hiểm tiền mướn nhà à, tiền sử dụng hàng ngày có thể là các bạn gói ghém thì các bạn có thể để dành được cho là các bạn là một người đức tiết kiệm đi các bạn để dành được tổng cộng là 300 đô mỗi một tháng một cái người lao động bình thường ở Hoa Kỳ nhưng mà bây giờ đó vì giá xăng tăng lên, vì giá điện tăng lên, vì giá thực phẩm tăng lên Bây giờ đó các bạn mỗi một tháng phải bỏ ra thêm 150 đô nữa Thì các bạn thấy được là 150 đô so với con số các bạn làm có thể các bạn cảm thấy nhỏ Nhưng mà so với con số các bạn để dành đó được chỉ có 300 đô một tháng thôi thì các bạn đã thấy là các bạn đã mất đi 50% tiền để dành rồi chứ không phải là con số nhỏ đâu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý của người tiêu dùng và đó là sự thật hiện bây giờ đang đối đầu. Và đương nhiên sự thật này đó là không chỉ riêng ở trong thị trường chứng khoán mà đương nhiên cũng có trong thị trường crypto. Các bạn đã thấy cái câu chuyện liên quan đến chim hoàng yến ở trong cái mỏ than đó thường chia sẻ với các bạn. Đó là một ví dụ trong thị trường tài chính nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta chuyển qua crypto đi thì chúng ta sẽ thấy được là ngay cả trong crypto chúng ta cũng đã thấy là gần đây có rất là nhiều những cái đồng ổn định hầu như từ từ mất đi cái mức là một đô la mặc dù là không có liên quan gì đến UST hay là không có phải là một cái đồng ổn định giao thức nhưng mà vẫn mất đi cái mức giá là một đô la tại vì ngay cả trong crypto chúng ta được là UST đó đồng Terra ổn định vẫn là một con chim hoàng yến khi mà con chim đó gặp vấn đề thì mọi người đều tháo chạy nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó thì thường xem cái con số liên quan đến đồng ổn định thì những đồng lớn như là các bạn thấy được là đồng Tether thì à, à, ở mức là 0.9987 thì coi như cũng đã hồi phục lại một đô la rồi chúng ta thấy được là USDC thì là một đô la BUSD cũng một đô la đồng DAI là đồng ổn định giao thức của Ethereum vẫn một đô la nhưng mà đồng DAI khác nhiều với đồng USDT tại vì đồng DAI đó là cần phải có tài sản thế chấp trước khi mà các bạn có thể min đồng DAI ra còn chúng ta thấy được là True USDT là một đồng ổn định mà có số tiền đứng sau lưng đó thì cũng là một đô la theo USDT các bạn đã biết rồi bây giờ còn có 9 cent mà thôi Paxa Dollar thì bây giờ là 0.99 là một đồng ổn định mà đứng sau lưng là một công ty có số tiền. Nhưng mà các bạn thấy là một số dòng ổn định khác đó thì ở cái mức có thể là thấp hơn. Và BTC ngày hôm nay thì ra sao? Các bạn thấy được là Bitcoin đương nhiên là một ngày mà cũng có nhiều màu đỏ. Chúng ta đã thấy được là BTC đi xuống sau khi mà có cái thông tin liên quan đến công ty Target và Walmart hai siêu thị đó có cái thu nhập không như kỳ vọng và có thể là những cái quý sau này cũng sẽ không có tốt như mọi người nghĩ đâu dẫn đến là cổ phiếu đó xuống kéo theo các bạn thấy được là cái sự bán tháo trong thị trường tài chính và cũng kéo theo nhiều nhà đầu tư bây giờ họ hầu như muốn thoát ra hết tất cả những loại tài sản mà chỉ muốn lưu trữ tiền mặt mà thôi rất là giống như là khi dịch bệnh mới xảy ra năm 2020 mọi người không biết bước kế tiếp thị trường sẽ ra sao cho nên bây giờ họ tự bảo vệ bản thân của mình bằng cách là thoát ra khỏi thị trường và đương nhiên BTC cũng có cái dấu hiệu đi xuống ngày hôm nay Nhưng mà nói thật chứ các bạn thấy được là hôm qua Bitcoin là 29.000 Hôm nay là 28.725 Thì Bitcoin tuy đã có đi xuống nhưng mà thật ra vẫn tiếp tục giữ vững được Ở cái mức là khoảng 29 cho tới 30.000 đô trong vòng mấy ngày qua Và đương nhiên hôm nay là một ngày mà cũng có nhiều cái màu đỏ trên thị trường Khi mà chúng ta nhìn thấy BTC xuống là 4,7% Thì đương nhiên Allcoin có thể xuống nhiều hơn Và đó là sự thật các bạn thấy được là Bitcoin xuống 4,7% Ethereum ngày hôm nay thì xuống 7,7 Chúng ta có thể được là BNB xuống 5,1 XRP xuống 8,3% Solana xuống tới 13,7% Dogecoin xuống 8,2% Polkadot xuống 13% Các bạn thấy được là BTC xuống 4,7 Nhưng mà những altcoin xuống nhiều hơn Tại vì ngay thời điểm bây giờ đó Phần lớn những người mà ở lại thị trường này Họ vẫn muốn lưu trữ Bitcoin hơn là những cái altcoin Tại vì Bitcoin cho dù bao nhiêu năm qua cho dù là những lúc mà thị trường tốt đó có bao nhiêu người chia sẻ với các bạn là một cái đồng chu cột của thị trường này các bạn sẽ không có tin cho đến khi mà có sự cố xảy ra thì các bạn sẽ tin Bitcoin là cái đồng mà có cái niềm tin lớn nhất trong thị trường này hiện bây giờ mỗi lần có sự cố đó thì Bitcoin vẫn là một đồng trụ được và đương nhiên vẫn đi xuống nhưng mà phần trăm đi xuống nó sẽ tốt hơn là phần trăm đi xuống của những cái altcoin và bây giờ các bạn có thể nhận được điều này sau này đó có thể là một hai năm sau chúng ta lại có những cái lượng người mới vào trong thị trường này thì họ cũng sẽ học cái tài liệu này thêm một lần nữa và có thể là có một điều không tốt đó chính là Peter Schiff Peter Schiff mong cười mà các bạn cũng thấy là Đức thích Joe Bitcoin Mọi người rất là ghét Bitcoin Tại vì các bạn đã biết là Peter Schiff là một người mà không những à, Là lưu trữ nhiều vàng, bán vàng à, Ngay cả các bạn thì là có công ty đào vàng Và Peter cũng có những quỹ đầu tư vàng Thì đương nhiên là không thích Bitcoin rồi Nhưng mà Peter Schiff cũng lâu lâu Nói một hai lời cũng nghe cũng được về Bitcoin Nhưng mà Peter mỗi lần nói những lời mà tốt hơn, đỡ hơn đó, Thì thị trường có thể là tiếp tục có màu đỏ Như là các bạn đã nhớ là gần đây đó Peter Schiff À, giống như là hâm mộ những cái người hodler có thể giữ chân được cái mức là 30 000 sau đó các bạn thấy là bitcoin flash crash xuống còn 25 000 rồi đẩy ngược trở lên ở mức là 29 000 hiện tại thì hôm nay đó Peter Schiff cũng chia sẻ à, là có một điều làm cho Peter Schiff bất ngờ là bitcoin có thể giữ vững được ở cái mức là 29 000 đô thì có thể chúng ta có thể là có nhiều màu đỏ tiếp tục không chỉ thích khi nào mà Peter Schiff draw à, và nói xấu về bitcoin mà thôi nhưng mà sự thật đó là cái sự lo ngại của những nhà đầu tư đó đó chính là từ phần trăm lạm phát không phải là họ sợ lạm phát mà họ sợ là phần trăm lạm phát cao dẫn đến phép tiếp tục và tiếp tục tăng lãi suất nếu như mà không thấy có sự suy giảm chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát đó không phải chỉ nói riêng hoa kỳ đâu hoa kỳ là đồng đô la là là một đồng mà tiền dự trữ của thế giới cho nên nhiều người quan tâm đến và hoa kỳ thường chia sẻ nhiều thông tin quốc tế nhưng mà chúng ta thấy được là nhìn vào thống kê này đó phần trăm lạm phát của hoa kỳ là tám phần trăm chúng ta thấy được là ở nước anh đó, là chín phần trăm ở Brazil 12,1% và những nước khác đó còn có phần trăm còn cao hơn nữa nhưng mà chúng ta thấy được là lạm phát không có tha cho bất cứ một quốc gia nào và chúng ta có thể thấy được đó là điều mà quan trọng nhất bây giờ mà nhiều đầu tư đang chờ đợi đó chính là trong tháng 6 này đó Fed có thêm đồng tĩnh gì hay là không tại vì chúng ta thấy được cái cuộc họp kế tiếp đó, của cục dự trữ liên bang ở Hoa Kỳ đó chính là ngày 14 và 15 tây tháng 6 nghe chúng ta còn khoảng chừng là 4 tuần nữa là sẽ cuộc họp này diễn ra và cái thông tin cuối cùng chúng ta nhận được đó là chủ Powell nói là sẽ không nhân ngại tiếp tục tăng thêm phần trăm lãi suất của Fed nếu như mà phần trăm lạm phát không có suy giảm mặc dù đã suy giảm so với lại một tháng trước đó rồi là 8,5 phần trăm bây giờ ra là còn 8,3 phần trăm chúng ta hy vọng là chúng ta thấy được cái phần trăm lạm phát này có sự suy giảm từ từ thì Fed mới không tiếp tục tăng thêm lãi suất nhưng mà với tình hình bây giờ đó thì hầu như là thị trường đều đã có sự chuẩn bị là tháng 6, tháng 7 này đó là Fed sẽ tăng thêm 0,5% lãi suất nữa. Như là cộng thêm 0,5% dù cái số hiện tại là từ 0,75% bây giờ. Nếu như, như mà Fed có bất cứ một thông tin nào hay là có ý định là tăng hơn 0,5% Thị trường sẽ tiếp tục là một màu đỏ Và đây là tình hình chung thị trường mình muốn mang đến cho các bạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin nổi bật đi Một số những tài liệu thường cảm thấy thú vị Và đương nhiên sẽ nói về the Luna Và có một người Chúng ta đang chờ đợi đã đưa ra Một cái thông báo Nhưng mà cuối cùng cũng đã xuất hiện Đó chính là tỷ phú may Novogratz Một trong những người mà đầu tư rất nhiều vào trong Luna Và cũng xăm cái hình Luna Trên cái cánh tay của ông ta Thì uh, Tỷ Phú Mike Rath cũng đã im lặng mấy ngày hôm nay về cái vụ Teluna này. Nhưng mà hôm nay đó, Tỷ Phú Mike Rath cũng đã lên tiếng và thông cảm thấy được là ông ta cũng là một người mà thực sự là khác với nhiều người. thường chia sẻ với các bạn chi tiết hơn một lát nữa. Nhưng mà những thông tin nói bật đó thì Melvin Capital, các bạn đã nhớ đây là cái hedge fund mà dính vô cái vụ scandal của GameStop đó. Các bạn đã nhớ là họ short GameStop sau đó là có cái phong trào meme stock dẫn đến là họ bị thua lỗ, là họ bị thua lỗ. Đó con số rất là lớn và ngày hôm nay đó họ đã ra cái thông báo là họ sẽ đóng cái quỹ Melvin Capital này lại còn về tài liệu on chain đó thì chúng ta thấy uh, là hiện bây giờ đó cái số lượng Bitcoin mà đang có lời ở mức rất là thấp ở mức là 53,73% chúng ta thấy được là cái phần trăm có lời này đã gần muốn đi ngược trở về ở cái mức là dưới cái vùng màu xanh này là những cái dùng mà chúng ta thấy là trước đây đó là những cái dùng mà nếu như các bạn có cái suy nghĩ tích lũy đó hay là các bạn có cái lòng tin dài hạn chung bình giá đó là những dùng mà dựa theo lịch sử nó cho chúng ta có được một cái dùng tích lũy tốt dài hạn giống như các bạn thấy được là cái lần cuối cùng chúng ta thấy cái đường màu cam này đó nghĩa là phần trăm bịch còn có lời mà đi xuống dưới cái đường mà màu xanh này đó chúng ta thấy được là lúc đó là lúc nào lúc đó chính là tháng 3 năm 2020 khi mà cái đợt bán tháo xảy ra lúc mà dịch bệnh bắt đầu chúng ta thấy sau đó đó thì giá của BTC cũng đã có sự tăng trưởng thêm lúc đó giá BTC đã chỉ có là 5.195 mà thôi chứ đó nữa đó là thời điểm hồi tháng 1 năm 2019 và tháng 12 năm 2018 lúc đó giá BTC đó chỉ có là 3.500 đô mà thôi sau đó các bạn thấy được đã có một sự tăng trưởng lên tới là 14.000 đô chúng ta thấy được trước đó nữa là khi nào trước đó nữa đó là cái mùa đông crypto năm 2014 cho đến năm 2015 lúc đó các bạn thấy được giá BTC xoay quanh cái mức là khoảng 200 đô và trước đó nữa đó là năm 2011 khi mà chúng ta thấy được giá BTC đó có cái dấu hiệu mùa đông lần đầu tiên đó chính là lúc mà giá BTC có là 2 đô la mà thôi bây giờ đó chúng ta vẫn chưa thấy là cái đường màu cam này đi vào cái dù màu à, xanh lá cây bên dưới nhưng mà cũng đang tới rất là gần đây là tài liệu dự trên lịch sử mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn còn một thông tin nữa thường muốn mang lên cho các bạn ngày hôm nay rồi sau đó chúng ta sẽ nói tới cái tình hình của Teluna tại vì họ đã bắt đầu bỏ phiếu cho cái phiên bản Teluna 2.0 hay là gọi là Luna bây giờ tại vì không gọi là 2.0 nữa. Tại vì cái Luna cũ đó họ sẽ chuyển thành Luna Classic thì họ đang bỏ phiếu kết quả tới đâu rồi. Nhưng mà nay chúng ta sẽ nói tới thông tin này trước, đó chính là công ty Facebook đó, hay là Meta Platform thì hiện bây giờ đó họ đã nạp thêm 5 cái giấy tờ để có được 5 cái bản quyền À, và chúng ta thấy được là một trong những cái giấy tờ nạp cho cái bộ mà cung cấp bản quyền ở hoa kỳ đó chính là made up hay thì dựa theo cái tài liệu mà họ cung cấp cho cái bàn mà cung cấp bản quyền đó thì nói là made sẽ là à, một cái nơi mà có thể là hoán đổi tiền điện tử thì tôi nghĩ giống như là một cái sàn crypto gì đó có thể là như vậy nhưng mà tuy nhiên đây chỉ là cái tài liệu là họ nạp đơn để có cái bằng sáng chế để có cái bản quyền nếu như mà họ muốn tạo ra một cái dịch vụ gọi là MetaPay để mà hoán đổi crypto. Và điều này thường nghĩa là cũng đi song song với việc là gần đây chúng ta cũng đã nghe nói tới là Instagram của Facebook đó thì ứng dụng Instagram đó họ sẽ hỗ trợ NFT nhưng mà NFT đó sẽ đến từ bốn nền tảng đó chính là Ethereum, Polygon, Solana và Flow. Thì tôi nghĩ là đây cũng là cái bước Tiến tới kế tiếp tại vì nếu như họ hỗ trợ nhiều cái mạng khác nhau đó, Thì họ cũng cần phải có một cái phương tiện nào đó để mà di chuyển hay là hoán đổi những cái token này Thì đây có thể là liên quan đến cái việc là Facebook đã dần dần đó là tiến sâu hơn vào trong thị trường crypto này